Đây là bến phà Phước Thắng đấy quý vị ạ. Đây là một chiếc phà bên phía Sài Gòn về quý vị. Rất là đông người. Chiếc bên phía Sài Gòn về thì phía bên Phước Thắng này bắt đầu đi. Để hành trình đến với lại giáo xứ Phước Thắng ấy quý vị, một trong ba giáo xứ lâu đời nhất ở hạt Phước Lý đây ấy. Thắng thì cũng không phải là mình đi quay các giáo xứ cổ mà không quay giáo xứ mới, nhưng mà bởi vì quý vị ạ, thời gian thì cũng không có nhiều lắm ấy quý vị, cho nên thôi thì Thắng tiếp tục giới thiệu một giáo xứ mà mình sẽ đi xuyên qua huyện Nhơn Trạch, xuyên qua giáo hạt Phước Lý luôn. Mình mới đến được nó giáp bờ sông Lòng Tàu, và bên kia sông Lòng Tàu là thành phố Hồ Chí Minh luôn ấy. Giáo xứ Phước Thắng quý vị nằm ngay gần bến phà sông Lòng Tàu, và mình cắt bên đây khoảng gần 20 km thì mình đi hết giáo hạt Phước Lý luôn quý vị. Ở đây thì nhà thờ giáo xứ Mỹ Hội thì nằm ở phía đông của hạt Phước Lý, còn khu vực giáo xứ Phước Thắng đấy quý vị thì Khánh nghĩ nó nằm ở phía tây nam một chút của hạt Phước Lý luôn quý vị. Bây giờ Khánh mời mình đến giáo xứ Phước Thắng nhé. Đây quý vị, đây là khu vực quanh của giáo xứ Mỹ Hội đấy, có những khu chợ nhỏ như vậy. Khánh vừa đi qua những con đường làng, đường đất cũng có, đường bê tông cũng có, và đây là con đường lớn hai bên quý vị này, rất là giống với đại lộ Đông Tây. Con đường đi về phía bến phà Bình Thắng, rồi giáo xứ Phước Thắng xa xôi nhất của giáo phận Xuân Lộc cũng như là giáo hạt Phước Lý đây luôn đấy quý vị. Con đường Đông Tây cũng khá đẹp, và quý vị nhìn thấy còn nhiều rừng này, điều đấy chứng tỏ là huyện Nhơn Trạch thì còn đất rộng người thưa ấy quý vị, đất đồng dân, đất rộng tới gần gấp đôi của huyện thống nhất, rồi con đường dài quý vị này, rồi mình về với giáo xứ Phước Thắng, giáo xứ cũng không đông giáo dân lắm đâu, nhưng mà cũng có từ xưa rồi, trước đây còn thuộc về giáo phận Sài Gòn nữa. Đây quý vị thấy bà con trồng tràm giấy cũng nhiều quý vị nhá. Con đường rất là to, đất rộng người thưa, mình cảm giác nó giống như là khu vực ở đâu ấy. Đây có vòng quay xoay lớn, bên kia là huyện Nhơn Trạch quý vị, trung tâm của cơ quan hành chính ấy quý vị, một cái bùng binh rất là lớn ở đây này. Những con đường ở khu vực trung tâm này cũng đẹp lắm. Đây là ngân hàng phát triển Aribank, các cơ quan, các như cơ quan nhà nước ở đây cũng có ấy. Thì cục thuế này quý vị này, còn bên này là phòng tài chính kế toán này, cũng đẹp cũng lớn quý vị.
lại qua con đường nhỏ. Khu vực này thì Khánh thấy quây tôn nhiều này, chắc là đang quy hoạch khu vực gì đó. Con đường cũ thì bé thôi nhưng mà đang được mở rộng làm cống quý vị. Chắc phía bên này Khánh nghĩ là khu dân cư mới, tức là người ta quy hoạch vậy ấy. Đây quý vị thấy này, đất trống rất là nhiều và bây giờ thì đang quy hoạch vậy thôi. Nghe nói thì có thời gian thì nhân chặt đây quy hoạch dân cư cũng nhiều lắm và cũng có bị gọi là bị trễ tiến độ hay là bị gọi là kinh doanh đất đai bán cho các cái xây dựng các cái khu vực dân cư để bán ấy, nhưng mà cũng bị không có được đất đấy quý vị, không bán chạy lắm đấy quý vị, cũng có ảnh hưởng, nó gọi là sốt đất ấy, nó bị tình trạng sốt đất ảo ấy quý vị, rất là lớn quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy hai bên đường toàn là những cái tôn quay làm quy hoạch khu gì đó rồi. Con đường ở đây là con đường Hùng Vương này quý vị này. Dân số Khánh nói thêm thì dân số ở huyện Nhân Trạch theo Khánh biết thì có khoảng 450.000 người và số giáo dân thì về công giáo ấy quý vị thì chiếm 1/10 quý vị ạ, là chỉ khoảng hơn 40.000 người thôi quý vị, có 13 giáo xứ đấy quý vị, đấy là hạt Phước Lý đấy. Đi lòng dòng ở khu vực Nhân Trạch đây, hạt Phước Lý đây thì Khánh thấy các giáo xứ cũng cách nhau cũng khá xa, cả một huyện, cả một hạt luôn, có 13 giáo xứ quý vị, khác hẳn với Long Thành này tới 29 giáo xứ, gấp hơn 2 lần. Rồi có những cái hạt khác thì có tới 30 mấy 40 giáo xứ quý vị. Đây con đường Hùng Vương đây, kẹo phải để ra con đường Phạm Thái Đường quý vị ạ. Đường đấy thì nó chạy thẳng ra bến phà luôn nè. Rồi đến giao tứ Phước Khánh và Bình Khánh luôn. Con đường cuối con đường này khoảng 9 km nữa là dòng sông Lòng Tàu, phía bên kia là thành phố Hồ Chí Minh đấy và Sài Gòn luôn đấy quý vị, cho nên là có thể nói con đường đây cũng là con đường chính đấy, nhưng mà cũng chưa được mở to lắm. Mình còn đi tiếp tục tới 9 km nữa. Ở đây có cái cầu nhỏ là cầu Phước Khánh này quý vị này. Đây có tên địa danh ở khu vực này là sông Quê. Cái nhà cũng đẹp quý vị ạ. Bắt đầu mình đi tới xã Phước Khánh luôn. Đây là khu vực xã Phước Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phía trước kia bên trái là Khánh thấy có cảnh sát giao thông. Ở đây thì vùng đất thấp trũng ấy quý vị, có đọng nước, rồi Khánh thấy bà con trồng cây dừa nước cũng nhiều. Đây ngay con bên hông con đường đây, Khánh thấy nước nó cũng không tiêu thoát được quý vị này, nó cũng có ảnh hưởng của sông nước nhiều vùng đất trũng ấy. Đây quý vị, trồng lúa ở bên này cũng có, đất đai thì còn rộng lắm, Khánh thấy còn ít người sinh sống lắm. Khu vực này thì rất là gần rồi, chỉ còn vài trăm mét nữa là đến bến phà Phước Khánh quý vị ạ.
Em xin lỗi quý vị là cắn lộn với phà Bình Thắng phía bên thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên và nhân chắn đây thì gọi là phà Phước Thắng, bởi vì nó nằm ngay ở khu vực xã Phước Thắng luôn đấy quý vị. Đây cũng rất là gần với nhà thờ Phước Thắng rồi. Bây giờ cắn mời quý vị mình tham quan một chút khung cảnh ở đây nhé. Đây là con đường D19 thuộc về xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đây quý vị, mình thấy có gì đó cũng gần giống Long Thành quý vị nhá. Những con đường ở đây thì đường cũ thì nó không có rộng lắm. Bà con buôn bán hai bên lề. Mình đi xuân qua đây là một khu vực chợ luôn. Đây chắc là chợ Phước Khánh đấy quý vị. Giờ này cắn đến được khu vực đây là 9:30 ngày thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 7 đấy quý vị. Con đường chợ thì nằm ôm theo con đường vậy, ngay mé sông vậy. Phía trước anh thấy có một cái cầu, đúng rồi, đây là chợ Phước Khánh quý vị này, một cái cầu qua bên kia. Mình có lẽ như bản đồ họ chỉ căn hướng này, hẻm nhỏ này. Anh ơi, con đường này ra phà khoảng anh? À, cảm ơn anh. Lâu lâu mình có dịp mình đến vùng đây thì mình đáng tham quan một chút khu vực phà. Như vậy là phà nằm ở trên cửa sông Lòng Tàu quý vị. Và có một cầu bắc qua bên kia này. Đây, quý vị này, rất là nhiều cái phà xà lan nhỏ nhỏ ở đây. Những cái xà lan, những cái tàu quý vị này, cái thuyền ngay cửa sông Lòng Tàu ở đây đấy. À, bến phà đây này quý vị này, cắn quay chơi một tí phà chứ không qua phà. Vậy là Khánh đang có mặt ở khu vực phà Phước Khánh đấy.
Phía đây là con sông Lòng Tàu quý vị này, còn khu vực kia là bên mạng Sài Gòn ấy, thì Khánh thấy bên đó thì có cả ngã ba sông, một con sông giáp với sông Lòng Tàu nữa quý vị. Bên kia sông thì Khánh thấy có khu vực sông Lòng Tàu đây giáp với lại ngã ba sông Xoài Rạp với quý vị. Khu bên kia sông Lòng Tàu là khu vực Nhà Bè của thành phố Hồ Chí Minh đấy quý vị. Còn phía bên này, khu vực giáp với sông Xoài Rạp thì chính là khu vực Cần Giờ đấy quý vị. Đây là bến phà Phước Khánh đấy quý vị ạ. Đây là một chiếc phà bên phía Sài Gòn về quý vị, rất là đông người. Chiếc bên phía Sài Gòn về thì phía bên Phước Khánh này bắt đầu đi. Khu vực Phước Khánh ở đây thì Khánh thấy nhà cửa cũng san sát lắm. Thì Khánh quay để quý vị xem nhé. Nhà cửa san sát nhau cũng bé lắm, gọi là diện tích nhà nhỏ quý vị. Có lẽ là khu vực này thì bà con ở đông cho nên nó lại ra đất chật người đông. Kết hợp hài hòa giữa đường nét hồn nhiên da diết của âm nhạc dân gian với sự tinh tế của kỹ thuật âm nhạc hiện đại, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương và nhạc sĩ Ngọc Phan đã có một tác phẩm để đời cho cây sáo trúc, Nhớ Về Nam.
Nói đến sáo trúc, người yêu âm nhạc thường nghĩ đến hai nghệ sĩ tài danh Đinh Thìn và Đỗ Lộc, những người đặt nền móng cho sự phát triển khôn cùng của cây sáo. Thế hệ kế tiếp của các ông nay có nghệ sĩ Hoàng Anh, tiếng sáo của anh xứng đáng với sự trông đợi của các bậc tiền bối.